gọi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng á. Anh vô cà phê, em vừa coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi, không ai tới giờ thì nhà thôi em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đậm? Anh mê cà phê, ôm người ta mới xài gần chết á. Anh đi cà phê, lo làm ăn với ông nhà sông. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì. Mà giờ em ghi em biết mà. Em tối ngày lông quốc bẩm cài sâu. Giờ em già em xấu. Nên anh mới nghe lời của bạn bè mời mọc rủ rê cà phê nhau rồi đùa giỡn lá lơi nhìn ngắm mãi cô nàng. Còn bài đặt đôi dối em ly cà phê chỉ có 5 ngàn. Trời ơi chị mẹ, anh xin thầy nếu anh mà có nói đau rồi sao, rồi thế nào hả? Không dám đâu, anh đi uống cà phê từ sáng tới giờ
giờ chắc là cà phê ôm quá à. Thề với em đó, anh bị bể bánh xe nè, sẵn tiện của quán cà phê anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà. Cà phê ôm thì có. Cà phê có 5.000 bạc ha, làm sao ôm được em. Em ơi, vợ chồng mình vất vả với nghề nông, nhưng khi vụ mùa xong vẫn hoàn tay trắng, nên anh đã quyết định theo lời chú tướng dần cải cách đất, chuyển hướng nuôi tôm lợi nhuận khác.